lâu quá lâu luôn chị. Có mày. Chào gặp lại, chào gặp lại. Ông làm gì? Chào mọi người, bữa nay Lập có mua mực đó, với dừa, nhưng mà mình chơi ở độc quyền luôn các bạn. Ý cả nhà, giờ mình chặt ngang vậy, mình để mực vô mình luộc. Đó, bây giờ mình theo đổi vô đồng mình chặt ngang vậy. Lộ ăn gì vậy anh Tư? Hả? Lộ than. Lộ than. Ừ. Ăn nhắm ăn được không? Ngon lắm. Ngon lắm luôn. Ngon. Có ăn lần nào chưa? Chưa. Mà mình chơi độc quyền mà. Ừ. Bây giờ ai bây giờ mình luộc cái nồi xưa rồi. Bởi chơi bằng cháy vừa. Mất công rửa nữa. Hả? Mất công rửa. Ờ, bởi ăn rồi cái mình hắt bở luôn. Thôi, húp nước hết luôn ha. Ừ, trời ơi, cái nước này húp một cái là tối ngủ chắc không được. Rồi là còn sao anh Tư? Tối mình húp nước này nè. Ừ. Ngủ không được đâu. Sao không được vậy? Mát quá. Mát quá hả? Nó hàng. Hàng luôn. Hàng. Hàng là sao? Vô hàng nào? Ngủ quên luôn á. Dạ. Ờ, nó kiểu nó mát á. Tưởng đâu rồi vô hàng lầm luôn chứ. Đâu quá trời đâu. Trời ơi, ông hiểu, tào lao hiểu lầm. Bây giờ anh em mình giặt cái nắp nó trước đi. Mình đợi anh ba, mọi người bên ba hiện giờ đang làm chuyện bển với anh Tú, cho nên thì anh em mình làm ra ai trước. Ờ, mình hả? Mình làm giữ cái nắp đi. Ừ. Ủa, trời ơi, nó có khi nào nó xì nước không ta? Hả? Nó xì tới đâu mình nút tới được. Được hả? Đó. Đó, có cái nắp rồi đó. Cái chết đây này 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 này. Ôi bảy. Đó 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 đó. Các bạn không? Ôi trời ơi, trời không. Chưa anh Tinh chưa. Đó, có cái nắp rồi đó. Đây. Rồi các bạn thấy đẹp không đó? Thấy đẹp không? Tao. Tao có cái quai nữa. Đó đó, để gì đi. Khoan không khoét lỗ. Đem không phải khoét lỗ, bây giờ khoét lỗ bây giờ là nước. Mình chặt cái này. Ừ đúng rồi, chặt cái đó. Không. Nên chặt nó chặt chứ không lẽ mình đem dao dẫn nó sao ta? Mình chặt nó vậy nè. Vậy à? Ừ. Ông anh đem dao hồi anh cũng quá khoét à. Thì không cho mình gặp nữa. Dạ. Bắt Tú gặp anh Tú cái bàn nào vừa đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bắn Tú rồi đó. Tụ. Bắn ra. À ha, thấy không? Thế mình phét cái vừa mình đổ nó vô. Cũng. Chắc Tú ăn lắm ta. Hả? Tú. Cái hầm răng nó quấn ra là lũng một lỗ để mật vô hả. Bây giờ mình đi ra mọi người ghê ra đồng ấy rồi đợi hai em kia ra lâu quá. Ừ, đi ra đồng. Rồi đi ra đồng mọi người ơi, chứ giờ ở đây nó tối quá, này cũng 4-5 giờ rồi ha. Ê. Chào. Chào mọi người. Đâu có nhà bây giờ anh em mình đi. Thì cũng là thử cái này, cái chiêu này cũng mới lạ. Bây giờ là dừa. Đó. Nước dừa nấu nguyên trái để mà dùng. Đó. Cái đầu tôi còn dài đó phải không? Đâu đậu dừng đậu thử được không? Đầu tôi mới đậu ra nãy đó. Ngồi coi. Ừ. Ngồi ngoài coi. Bà tôi nói đầu đậu dừa khô, rõ ràng không? Dừa khô đậu dừa gì tôi khô nào? Chín chắn luôn rồi, để cho nó đi. Nó cũng ngừng rồi. Đâu anh phát cái lỗ chưa? Chưa phát. Lỗ sẵn đi. Chưa mà. Phát để lên tao phát. Quá. Phát lỗ sẵn nào đi. Ta, đầu nào ta? Cái đó cái đít đó. Cái này cái đít nè. Cái đít hả? Để đầu. Nó mặt ra. Ừ. Nó mặt đầu. Nó mặt ở đâu phải không? Ừ. Giờ một mực đâu? Là cái cú. Một mực. Chờ bỏ cái đầu. Cho đầu cho tha đầu. Tiếng một mực rồi cho ăn vậy. Đầu một mực. Lũ giỡn đậu. Được mực đâu? Không có đâu. Anh nướng một mực ta. Anh đặt kêu mực lẽ tôi đi theo, rồi có anh đuổi. Đi. Không có gì ông nội. Đâu? Quậy. Tao bắn ra chạy rồi một mực đâu trời. Chạy ông một mực đâu trời. Rồi. Bà nổ mẹ đừng chú mực tha mẹ rồi. Rồi tiêu rồi. Bông mực này mà mắc là ăn chú mực. Trời mẹ. Không, hôm nay ông nãy giờ ông xách một mực ai xách. Tôi xách cái vừa chứ cái da mà. Tôi là không xách cái gì hết. Đâu? Ông nội này bỏ ra. Tao bỏ con chó tha kìa, trời chạy kiếm đâu ông nội. Ông nội ơi, bỏ đó nó la làng. Hết con. Ông nào cũng vậy chứ không đi xách cái lờ không mực bỏ chứ. Bà nội mẹ thì ông cố nữa. Quán cho một dao luôn. Đó mình đậu giấy dừa trên đầu chứ xách cái dao à. À biết đâu. Tưởng này thằng quỷ nhỏ xách cái nắp. Cái nắp cứ bỏ một mực rồi. Nhờ hên chó nó không thấy nữa, thấy không? Anh Tư làm gì anh Tư? Mình để thịt, để mực vô ấy mình đã bắt lò. Mình phét nè. Vậy em tưởng nãy giờ anh gọt cái mấy ổng ăn chứ.
không 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 trời rảnh nó gọt cho bảo ăn nè, làm miếng đi. Còn các bạn ý nên mà bây giờ cả nhà mình làm thì mình để mực vô á sốc hẳn, uống nước bớt đi nhiều quá nó không có đem nút theo sao uống ta uống bớt đi. Ồ cho tôi cùng với quá ngon phải hôm nay ông khoái hơn ăn này yếu ra luôn. Ngon quá. Ồ cái này nước dữ vậy trời, sao để mực cho được ăn. Uống nước bớt. Lấy đũa đũa gấp. Trời ơi cái tay ông đụng cái tay vừa thuốc đậu. Wow. Bớt nước da mới được ơi. Đây nè, đũa đũa nè. Lấy đũa đưa vô nút. Chút xíu mực da ngồi tôi ăn uống. Tay ông vô đi xịt thuốc mới về cái. Uống bớt ra. Trời ơi mày xuống lấy cọng lúa rồi nút rồi coi. Ừ. Lấy cọng lúa. Cọng lúa này ông như vậy. Bự đâu. Sao ông bự? Trời cãi cọng ống như vậy. Mệt quá. Tay tối ngày. Trời Phật ơi. Lấy ông trà. Lấy tình nhẹ nè. Lấy ông trà kìa. Lấy ông trà kìa, lấy cây thùng nút mẹ cho nó bớt nước. Có không được đâu mà cãi. Chút xíu gì. Ông có chút xíu rồi cãi không à. Rồi mấy mày vô chậm mày lấy đi. Mệt quá. Bỏ đâu bỏ đi. Sao đi hoài. Để tao đi cho. Đổ bỏ bớt đi. Nãy giờ tôi mua dừa mấy chén. Mọi người đang bị gì nút dừa nó nhiều quá. Thành thử mình hút mặt nó bớt đi. Nằm để mực vô. Ừ. Giờ mời cái ông nút ngược kìa đi. Ông nút sẽ ngược khối. Cái nó nút nó hút cái luôn. À cái này khỏe. Sao phải à nha. Vô vô ông nào. Trời bắt ơi trời làm hết mẹ ơi. Hết luôn rồi. Trời hết. Mẹ ơi trời. Uống nữa được rồi. Uống này uống nguồn nữa. Trời này tôi nghĩ uống luôn rồi. Trời Minh mong uống nữa rồi sao để mực vô được. Không uống. Ai uống không. Trời. Uống không. Nãy giờ tao chưa uống nha. Được rồi. Trời bắt ơi. Nút vô được rồi. Trời hiểu ngọt chân trời. Được rồi. Nhất là nhiễu à. Ơi được rồi. Trời ơi. Nóng chưa? Nhất là nhiễu à. Được rồi đáng ăn. Nóng rồi mà nóng. Nó hầm mà. Chưa không. Chắc con hút nữa. Có đâu để bận đầu. Uống cái này lọc. Hả thôi được rồi anh bay. Uống không nấu nấu hết ra mực mực da. Được rồi. Mực da nước lắm ông ơi. Trời Phật ơi thôi. Mày biết mà gãy không? Trời Phật. Gãy hồi nút nữa. Càng đái mẹ luôn rồi. Một hồi nút nữa. Ừ. Ừ. Vậy thôi. Rồi để nắp đi cho nó lâu mau sao trời. Trời ơi trời ơi bà mẹ ơi trời ơi quên. Nắp này xíu thì giới thiệu cái nắp từ từ đâu vậy anh Tư? Hả? Giới thiệu cái nắp vậy? Cái nắp này từ bên Malai. Cali Cali Cornea của Hàn Quốc. Của Việt Nam à? Ở của Việt Nam. Malai giúp dụng Việt Nam. Phải không ta? Ê, tự quay nắp lại. Cái mẫu người ta biết mà. Ngẫu. Bị táp bị chó cắn nát nha. À, nắp này bị Malai cắn nát nha. Malai giúp dụng cắn. Hôm nay bụng thụt lửa con ông thổi hoài luôn. Lâu quá lâu luôn chứ. Có mày, có mày, có mày. Trời ơi, trời ơi, ông đội đi. Ông đội vậy? Lửa con mày thôi, làm được cả cái cây lên hả? Ô, cái kìa. Ờ, mát quá ta. Chuyện hay á. Chèn chút đi. Ồ, nắng chết luôn rồi. Đứng đó làm hình như sợ hoài. Không biết bẻ đồ xuống chút nữa nè. Trời ơi. Trời ơi trời ơi thằng mặt bạc bẻ nó bẻ cục bẻ cái đồ của tao luôn. Đồ còn cao trời ngã nghiêng dưới này ơi. Tao Phật ơi hồi nãy bẻ cái đít nữa rồi trời ơi rồi tư mẹ. Nó mát. Ờ Phật mẹ ơi. Ủa. Vô làm gì trời lâu chết luôn ăn ngon nữa. Dạ trời giọng vô luôn. Dạ trời giọng vô ba này mình ăn lên. Áo. Mày phải không? Phải. Ừ, tao cũng phải mà họ bị làm sao giọng giọng. Thôi 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 thôi. Rồi đi vô. Em xuống rồi. Vô. Vô. Chẳng có lấy đầu tôi mau ăn. Thì tôi ăn không ơi. Chẳng có lấy đầu tôi đó. Vô mau chút tôi ăn luôn. Thơm với này thơm với tôi. Thơm. Thơm. Thử thử cái không? Thử thử. Bây giờ lâu lâu rồi. Lâu quá rồi. Trời ơi. Trời nó xôn bụng 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 bụng. Ủa mà chưa thôi. Vô. Đâu em. Để dẫn lấy nồi nấu cho mau nồi. Để đây nấu mấy chiếc gạo đi. Chẳng có nấu ăn nha. Rồi đây qua. Thằng người đây đi. Ông tàu láo hoài. Rồi thì giờ anh em mình làm cái món mực luộc trái dừa. Sao dừa nghiêng người ta? Hả? Thấy nghiêng rồi đó. Nó bị cháy á. Mày đắng không? Chút qua đây chút. Rửa lại, rửa lại. Xin chút, xin chút. Nó này. Nghiêng quá. Nghiêng. Bây giờ cái dừa đi. Ngộ, cái ngộ tư. Hả? Ngộ. Sao? Giờ thứ giờ cái dừa cây. Nóng. Nóng. Nóng hả? Nóng. Ừ, ngộ. Chưa? Ô nước đột vậy. Trời ơi, ông này tụi lao tới đây lửa cháy mà là không nóng. Sửa lại, sửa lại. Sửa chi? Sửa lại gì đi. Đâu có được. Đừng có sửa. Vậy đi. Sửa mấy sẹo. Trời ơi. Không mày kịp qua đây chút này cho nó cao nè.
Thôi, để gì đi. Tại bên này nó phập với cây vàng táo nè. Lộn với bởi sữa lại với ngay lại đó. Đâu, nè. Đâu, đó, ok không? Ủa này cho hai ta. Có đem chém không? Có đâu. Đây nè, thì gấp nè, đó. Ủa đùa, anh ba đâu có ăn, anh ba không ăn. Anh ba đâu qua mực đâu mà nhỏ lên đâu. Ba ông vô trống lượt vàng. Ừ. Cậu ông đâu lấy đũa. Ừ. Cậu mà lấy bún đôi mà ta. Đi, người ta có đây. Hồi nãy nó anh đâu ăn mực đâu. Hả? Hồi nãy nó anh đâu không chơi vậy? Bốc quá hả? Ừ, bốc quá. Này không có ông không mực. Ai kiến ra đây ngồi ăn người ta. Chúng ta bận đâu. Ai cái kiến ra đây ngồi ăn. Ờ vô đồng á. Em à. Ờ. Em không nhớ ta. Ông này ông nói mà ông quên. Em kêu gánh bờ ngủ ngồi em đâu kêu xuống nước ngồi đâu. Xuống nước là nó rộng rồi, trên là nước nó nhỏ, kiến cắn chết. Cắn cái đít nó. Đây. Cái bụng dạng ra cây ngồi. Hồi của người ta. Mọi người ăn này cũng khó mọi người. Nè đây cũng thì đổ mồ vậy. Thì mực cho mọi người chưa thấy gì không cho ta coi mực cái chân chặt. Ừ. Bởi vì nước vô đâu. Bắt ba sứa chứ sôi mình mới cho thấy. Bắt là mình ok luôn à. Ủa mà mặn mặn ta. Ngon lắm. Mặn mặn. Nước mặn mà. Bởi vì nó sống nước mặn mà. Phải nãy giờ là vợ em uống. Dạ. Đúng rồi. Đâu trời, nó lại mọc đi muối không đâu. Phải. Anh bóp muối á là nó giòn. À. Anh không bóp muối là con mực nó ta lè vậy nè. À, vậy đó hả? Ừ, mình cũng ăn mình quay đi lâu lâu đi tắm biển được. À, thôi mình đi góp không có chào. Mấy ngày mình quậy nó muối mình tắm người ta gọi đi biển cũng được. Ba mình quậy tao nó muối mình vô tắm cũng là tắm trong biển rồi á. Chanh ngang. Nãy giờ. Không lâu. Ăn nói sao đây nó chén muối tiêu chanh. Ê, muối ớt ông đeo cầu chắc. Bao có hột tiêu nào đây nè lộn một vịt con lộn mà không phải mà cũng bậy luôn đó à. Không phải muối tiêu chanh luôn nữa à. Muối tiêu hạnh cái lộn bậy muối ớt hạnh rõ ràng là chết chết tất cả nói cái cuối cùng với chúng lao lao ai không này đi xịt thuốc như bị cháy luôn phải phải ông chỉ rồi cho cái đôi rửa vô bắt nó lộn chồng luôn đó thay đó bây giờ là muối muối ớt muối ớt chanh cái lộn bậy muối hạnh muối hạnh là như bằng muối hạnh trăm năm muối hạnh không là muối có ớt cái nào để ông đợi rồi nắp dấu lại biết là nó nóng muối có ớt chết luôn mà chưa dở sao nãy mày ăn ăn bún đi không có hẹn bà bắt bún cái gì à. Mau ăn ta đi nữa chở chở đi vô kia đi luôn thôi ngu à ăn mực rồi mới đi chứ trời bà ơi ngồi đây nhiều gì chứ ông thôi mà thôi nãy giờ tao nướng mẹ nó con ta ăn đi rồi ta đi sớm đi mệt quá nè làm bắt quần sống đi không kìa quần con đi à đưa mẹ đi không được đây mực mọi người bự bự mà mực này thì mua 120.000 ký mọi người mực này mực tuột á mọi người hai con mà mặn gà 2 ký lộn bậy 2 ký mặn gà còn có 1 ký 4 bị cái bầu nó bự bỏ cái bầu mặn đầu mặn bọng như lắc họng lắc hầu con ta chứ tại vô đồng kiểu gặp tôi để nguyên luôn nó đâu có ăn bây giờ tôi ăn thử cái dầu ha ăn sống nha đi chạy á trời ơi ông chấm luôn mấy ngón tay ông luôn trời ơi dồn cái miệng không kìa ngon quá trời sáng tè 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 ngon quá nè đâu ông bắn đại liên không sáng vừa vô tôi lát vừa bước vô há vừa bước lên em làm bậy không em không bậy em nói bậy không cuối cùng mực nào mà nói bậy vậy thấy sao mày lâu quá ta lâu dữ đâu rồi đủ sò nó cái nào cháy lên hết cái vỏ này nè mới tới cái gáo là mới sôi đẩy đi đẩy đi trời ơi lâu 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 hoài trời ơi trời nhưng nó sôi lên sâu kìa trời ơi đâu 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 Bây giờ lên khỏi vô hết rồi. Mọi người đi về đây là ông không gấp kìa chị. Chưa. Ông Tú ông không ăn mà. Ông cử. Ủa anh ba. Cử đồ biển. Ủa, Tú đâu ăn đâu. Có. Cử gấp
bốc. Được không? Gấp à? Người gấp bốc, bốc. Gấp. Dễ không? Quá một người, quá đã một người. Quá người sao vậy trời? Mình xé giùm năng cho ta. Cái này là cái quay chứ trời. Quay chứ. Quay. Ủa quay à? Mọi người bây giờ mực mình ngon quá mà cả nhà. Dùng coi trong mở cái nhà. Dùng với anh em nhà đồng nha. Dùng với anh em nhà đồng. Mình lâu lâu mình ăn được mình ngon quá. Nó thấy nè. Quá ngon. Ủa sao mà giống hình corona với dần à, cả nhà giờ mới ra corona mình quất cho nó bay luôn à. Nó nghĩa là chưa nóng gì mấy mọi người nhưng mà nó dày là ăn ngon rồi. Vừa nó dày quá bây giờ quá chín nên ngon. Em lấy cái mời mời cả nhà nha, mình ăn thử coi. Ngon quá, quá ngon, ngon quá. Nó sao nước vừa làm cho nó ngọt ngọt quá ha. Anh đâu có nguyên con nhanh vậy? Ừ. Đấm vào mắt khả rồi ơi. Đấm vào mắt khả. Thật câu rồi. Thật câu là trời. Sao ăn dữ vậy? Nguyên con nuốt. Nó cắn nhanh như ngoài nè. Thật câu là trời con cảm ơn. Nhanh như ngoài luôn. Mẹ nữa con. Nhanh như ngoài đó đó. Đấm vừa rồi. Cái đó. Nhanh ngoài đây cũng cụ. Trời là trời. Đấm vừa vừa đấm vậy dân tới nguyên cùng nhà nó dính như này đó. Đỡ. Ủa vậy nó dân ở đây đó hả? Ừ. Tụi bao. Đấm đấm dân vậy đó. Một con. Thằng. Nhưng mà cả nhà giờ mà gan corona hốt rồi luôn. Ngon không? Ngon. Làm như nó có cái chất nước dừa á cả nhà. Nó ngon. Ngon. Nó rút vô nó ngọt. Mình nó gọi để bột ngọt muối cho nó vị con mực này nó có muối sẵn rồi. Đó. Ngon quá. Có muối hả? Ừ. Mùi bự quá. Ừ. Quá ngon. Tiếp rồi. Ăn lấy trời ơi, ăn bự quá, ăn bự quá. Tiếp đi. Cái này là mình luộc cái dừa chứ không phải mình luộc chảo luôn nha các bạn. Đó nãy anh em mình cũng đó. Dài. Em cũng đó. Ừ. Chấm. Ngon kìa. Chấm luôn. Cái này mình ở ngoài biển ăn chắc tuy quờ lắm. Biển đâu mà không? Biển có kiếm được đồng. Dạ, yeah. Biển nó đồng còn ăn ngán. Nó còn. Chê tới mình ăn nè. Dầm người ta mực á, người ta còn để nó cái nó còn bò bò đó, ta để nó không sạc măng á, ta ăn được luôn á. Ừ. Ngon lắm, chín ngon. Anh thấy nhiều người á ăn nó bò bỏ ông ngay luôn á thiệt. Ờ nó còn sống á. Ôi ăn vị ghê quá. Còn mình đem về đây ăn trời ơi giống quỷ luôn. Ghê quá, cái gì giữa là nước mưa được chứ nó mà về đâu không. Nó mà về tới đây mừng về tới đây cũng cỡ 2 tháng mới về tới đây. Ngon ăn con nghe bà con lát ăn con nó là trời ngon đều. Ôi trời cũng nặng dữ trời tuyệt vời luôn. Lấy một câu thôi. Ừ. Không muốn dính câu ấy. Dính nặng quá. Ăn không? Ủa câu mồi gì vậy ta? Hả? Câu mồi gì? Câu bóng vàng. Trong không? Quá bự quá. Đủ đâu không? Bỏ vô đâu. Đâu. Bỏ vô. Ăn vô mọi người. Bỏ ăn, vô. Anh em với em mình đi. Vậy hả? Quá đã rồi. Ngon. Tuyệt vời. Bây giờ mình nào đó giờ mới ăn cái... Tàu trái dừa. Chính xác là corona đâu nè. Mình nấu nước, sôi mình thả nhúng vô. Mực vô ăn. Ngon thì tuyệt vời. Ơi ba, gấp lẹ đi. Giờ hết rồi. Lẹ rồi, hết rồi. Hồi tu u chứ lọc hết luôn. Người ta hai con rồi đó. Ăn đi, ăn đi. Người ta hai con rồi đó. Đó kìa. Còn đó. Còn không? Còn cái gì không? Lắm. Trời ơi, trời. Còn không? Xíu rồi. Trời bọc mẹ ơi. Trời ơi, đậu quá. Ngon quá ngon. Nghĩ đó nghe, tôi dài à. Ê. Trời ơi, nó nói. Nói còn kìa. Còn không? Còn. 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 Còn con đi. Ăn đi trời. Đi. Thằng này còn có con. Hẹn con ăn con đi. Trời ơi, nào tụi lao một đấm nhúng. Đấm. Đấm. Con có 2 kg. 2 kg một con. Còn không? 2 kg. Gấp nữa, gấp luôn. Còn là hết. Ba ngon. Không mà nào giờ mình lũ vừa nào ngon thiệt chứ. Tập con bóc luôn ông đồng mẹ ơi. Hàng chi nãy nó bóc gõ gõ gấp để ăn. Gấp đi. Đi đám. Đi đám. Đám người tình. Chịu ở nhà thì không chịu đâu. Đám mà bao kê. Ừ. Ăn không nói chơi. Muốn ăn lấy gì nói. Mà không. Nhưng mà ngon quá cả nhà ơi. Ngon nhưng mà nó có cái mùi ăn, à. Mà, anh em mình nó ngon quá. Cảm thấy nó sung sướng biết mấy luôn. Có mùi cũng đi dễ ra. Nó ngon mà cảm thấy sung sướng biết mấy luôn. Không á. Mùi khác nữa. Thấy gì? Biết. Anh nó có cái mùi kỳ kỳ. Hình như là cái mùi mực á, nó không được chín gì không. Ê, trời trời tưởng sao ăn mùi mực cũng đi nấu. Ông nội với hai ông nội tàu bao bà cố. Cái lâu ăn mà mùi mực cũng nó có mùi gì vậy. Cái mùi mực mới phải vậy. Nó mùi gì? Nó mùi cá. Ăn nó sổ mũi luôn. Mọi người thì tối à,
trời sụp tối mọi người. Được lắm rồi. Rồi giờ mình cũng kết thúc đi đi. Nói chung là anh em mình cái dừa thì nó ngon thiệt đúng anh Bằng. Thì nó nhưng mà nó nấu lâu thiệt đúng không Tùng? Ừ. Dạ có bận bận. Mắm túi hay cái đít luôn. Nó cháy nó mới thôi đó. À. No chân Túc. Trời ơi. Vừa no hả? Đi ăn đám đi. Ăn no chẳng bây giờ. Ăn hết đi. No chưa? Chưa. Vừa ăn cho hết đi. Ăn hết đi. Ăn hết mẹ đi. Ăn hết đi. Ăn hết đi trời. Ăn luôn đi. À, không được. Để ba cái hành, ba cái bổi này vô. Mà rau hư ta. Ăn được cho đấm con cá chết của trời. Thôi bây giờ mọi người thì cũng tối rồi. Nè mình cũng nè mình cũng kết thúc kỳ gieo các bạn đây. Nói các cả nhà ơi. Nó nấu bị lâu cho nên anh em mình lâu rồi, đợi lâu quá. Rồi sao vậy? Nồi chào. Chào các nha. Mở hết đi. Chào mọi người nha. Chia tay các bạn ơi. Đây mình là gặp lại video khác nha. Nhớ bấm like anh em nghe không? Ngon quá, lâu quá mới được. Nhớ nhớ đăng ký nghe các bạn. Anh em mình nhìn vào chút xíu mình đăng ký giùm cho Gió Đồng nha. Rồi mọi người anh em mình dán nhớ bấm like cho Gió Đồng nha. Còn tinh thần để làm tiếp tục nữa. Gió Đồng TV. Gió Đồng TV chứ không phải Gió Đồng TB nha các bạn. Ủa quá hả? Thôi thôi em có gì hết. Ba mọi người. Tao một cái đổ vô. Trời ơi. Ơ. Bưng cái vô. Trời ơi.